màn hình Android Pioneer 835 tab này. Đây màn hình rộng 8 inch thì nó ra ngoài đây, em đo khoảng độ hơn một găng tay thì nó phải tầm độ góc chéo này, nó vào khoảng độ 22 cm gì đấy. Đấy, rộng đây thì nó khoảng độ 12 cm, 12 đến 15 cm. Đấy, cái mặt đầu này có thể là nhấc được ra này. Đây, đầu này có thể nhấc được ra. Đây, cái bộ đầu bên trong đằng sau đây. Các chức năng thì nó cũng như một cái chiếc máy tính bảng Android bình thường thôi. Kết nối Wi-Fi. Wi-Fi này. Đấy, sử dụng mạng kết nối Wi-Fi. Bộ nhớ trong của nó được 16 GB. Đây, bộ nhớ trong của nó được 16 GB. Đấy, còn tất cả các app của nó thì dùng bình thường, có CH Play thì mình muốn download cái gì về thì mình download như thế thôi. Ngoài ra thì điểm nổi bật của thằng Pioneer này là nó có mic ngoài này, nghe gọi bằng bằng điện thoại rảnh thì rảnh tay thì và nó là tuyệt đỉnh thôi, không có gì để phải chê rồi. Đấy, có kết nối đây, tất cả các kết nối của nó đây. Có thể là chạy truyền hình với thiết bị nào đấy. Đây là còn thằng 9250BT thì là nó sẽ có Android Auto hoặc là CarPlay không dây thì nó sử dụng được screen mirroring. Đấy, mình có thể là tất cả những cái app gì của điện thoại của mình thì có thể là mình kết nối được, mình hiển thị được hết trên màn hình, kể cả bản đồ. Đây cũng có bản đồ Google đây, có bản đồ, có GPS, có đủ mọi thứ đây anh nhé.